Hôm nay chúng ta sẽ học về khoảng cách và hết bài này mình sẽ chuyển sang đường tròn. Vậy khoảng cách là gì? Khoảng cách giữa hai ta. Khoảng cách giữa hai ta có thể là một đáp án thật lạ. Đó là vô cùng. Nếu như em đang yêu đơn phương một ai đó à người ta đã có người yêu rồi thì dường như khoảng cách giữa em và bạn đấy là vô cùng. Nếu như khoảng cách giữa em và bạn ấy đang bằng không, chúng ta đang cầm tay, đang khoác vai, là ngày hôm nay em có thể được nhận một bó hoa nhỏ nhỏ hoặc một món quà bé bé. Vậy thì nếu khoảng cách của chúng ta là bằng không, vậy là lúc chúng ta đang mới yêu, có thể là trao nhau một nụ hôn đầu rồi. À, còn nếu như bạn đã yêu một ai đó trong một khoảng thời gian đủ nhiều, đủ nhiều nhưng rồi bất chợt bạn thấy được rằng à, dường như khoảng cách giữa bạn và người đó giảm chỉ là niềm tin khoảng cách giữa bạn và người đó là niềm tin tự nhiên bạn có cảm giác là không còn tin người ta nữa tình yêu thì bắt đầu bằng tiếng cười lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt thực ra thầy lại không thích quan điểm đó Tình yêu bắt đầu bằng tiếng cười, lớn lên bằng niềm tin và kết thúc khi bạn mất niềm tin. Thế nên khoảng cách giữa bạn và người đó có thể là niềm tin. Đáp án D là thầy chỉ để đây thôi, đó là khoảng cách giữa bạn và người ấy là một số âm. Âm bao nhiêu thì tùy bạn trai. Chắc đến lúc lớp 12 thì em mới hiểu được đáp án D thì nó là nghĩa là gì. Hãy cho thầy biết khoảng cách giữa bạn và người ấy Hiện tại đang là đáp án gì? Hoặc em có thể comment một cái đáp án mà em thích dù rằng em cũng chả có người yêu cho thầy biết em thích đáp án nào. Thầy thì em biết là thầy thích đáp án nào rồi, đúng không? Rồi ok. Thầy bảo bạn trai thả tim để chúc các bạn gái ngày 8 tháng 3 mà. Hôm nay bài này thầy dạy khá là hay đấy. Ok. À, vậy khoảng cách là gì? khoảng cách là nội dung cuối cùng của phần đường thẳng, trước khi chúng ta chuyển sang đường tròn đấy. vậy thì khoảng cách ở đây nó có điều gì đặc biệt? Ờ, tự nhiên lớp in ắng thế nhỉ? phải chăng thầy phải gọi tên từng bạn. Người lời chào đến Hà Phương Anh, Nguyễn Lan Chi, Khoa Bằng, Ánh Dương, Anh Khoa, Gia Linh, Nguyễn Minh Phương, Hồng Ngọc, Quỳnh Trâm, Cẩm Tú, Bảo Linh, Minh Châu, Dương Đạt, Gia Khánh minh anh phương thảo xuân mai nguyệt minh nhân nghĩa nhung quang đoàn thái gia huy thiện minh đẹp trai thư thu uyên và việt anh sinh gái chúng mình sẽ đi vào bài thôi ok thu uyên khoảng cách giữa thu uyên và bạn trai có phải là niềm tin không một nhỏ Vậy thì chúng ta cùng đi học khoảng cách nhé. Khoảng cách. Khoảng cách. Khoảng cách lớp 10 chúng ta học đó là khoảng cách từ một điểm M đến một đường thẳng D. Khoảng cách từ một điểm M đến một đường thẳng D. Ở đây thầy có một đường thẳng D. Và ở đây thầy có điểm M. Khoảng cách từ M đến đường thẳng d là gì hả thầy? sách giáo khoa người ta ký hiệu khoảng cách là chữ d đọc ở đây người ta đọc là khoảng cách khoảng cách từ điểm m đến đường thẳng d đôi khi nó là khoảng cách từ điểm a đến đường thẳng delta ký tự viết trước là điểm và ký tự viết sau nó chính là đường âm vô cực ôi vãi trường không chỉ là à, vô cùng mà còn âm vô cực vậy là chưa có rồi còn hơn là chưa có thì có nghĩa là cớt của mình đã có bạn gái rồi thì đấy cũng gọi là âm vô cực vậy khoảng cách từ m đến hay thầy nói đúng nhá ơ kia thấy ở kia không thấy à rồi à no ok 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 nên là như vậy <laughs> khoảng cách từ m đến đường thẳng d người ta ký hiệu khoảng cách chính là chữ d khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng D có thể là A đến delta hoặc là B đến một đường thẳng nào đấy khoảng cách thực ra là cái đoạn vuông góc khi bạn kể được MH vuông góc với đường thẳng D khi em kể kể được MH vuông góc với đường thẳng D kể được như thế này thì cái điểm H người ta gọi là hình chiếu vuông góc của m trên hình chiếu vuông góc của m trên đường thẳng d và khi đó người ta nói với thầy rằng khoảng cách từ m đến đường thẳng d thực ra nó bằng mh các bạn ạ khoảng cách từ m đến đường thẳng d thực ra nó là mh các bạn ạ và ra khoảng cách chính là đoạn vuông góc, khoảng cách chính là đoạn vuông góc, uhm. khoảng cách chính là đoạn vuông góc. Tuy nhiên thì vào bài thì người ta không thể đi kẻ cái đường MH được, bởi vì kẻ đường MH như vậy nó rất là mất công. Bây giờ trắc nghiệm chẳng hạn, thì bây giờ tôi không muốn kẻ mà tôi vẫn muốn tính được thì liệu có được không? Câu trả lời ở đây nó là có. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Vậy lên ý thứ hai, chúng ta sẽ nói về công thức khoảng cách. Nếu như ý một thì nó giống như định nghĩa vậy. Khoảng cách là kẻ đường vuông góc. Khi bạn hạ được một đường vuông góc xuống đường thẳng D, thì H là hình chiếu vuông góc. Và MH chính là khoảng cách từ M đến đường thẳng D. Ở à, vào một bài thực sự thì với một điểm M đã biết tọa độ là x0 y0 đường thẳng D có phương trình là ax cộng BY, cộng c bằng 0. Với một điểm đã biết và một đường thẳng đã biết thì khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng D nó sẽ bằng Bước 1 Lấy tọa độ điểm M lấy tọa độ điểm M thay vào phương trình đường thẳng D. Lấy tọa độ điểm M thay vào phương trình đường thẳng D. Vậy thì A nhân x0 cộng với cả B nhân y0 cộng với C. Thực ra người ta đã thay x0, y0 vào đường thẳng D. Ở chân tử nó có dấu trị tuyệt đối để đảm bảo khoảng cách không âm. Một lần nữa thầy muốn nói với cả lớp không có khoảng cách âm. Trường hợp đặc biệt duy nhất đó là điểm M nằm trên đường thẳng D thì khoảng cách lúc đó là bằng 0. Còn không có khoảng cách âm. Em lấy tọa độ điểm M em thay vào phương trình đường thẳng D. Chia đứng trước x bình phương đứng trước y bình phương căn bậc 2. Nhiều khi người ta còn bảo ở dưới mẫu là độ dài vector phát tuyến. Hóa ra chúng ta sẽ dành cả buổi chỉ để giảng công thức này. Mà đôi khi phải hai buổi thì mới hiểu được công thức này. Bởi công thức này khi nâng cao thì nó siêu khó. Hôm nay nếu như thầy dùng 7 đến 8 ví dụ mà lột tả được hết phần khoảng cách căn bản thì là điều tuyệt vời. 9 cộng hoặc 10 tròn thì dĩ nhiên nó phải rơi vào tầm buổi sau buổi sau là buổi cuối cùng của đường thẳng sau đó chúng ta chuyển sang đường tròn vậy thì công thức khoảng cách một lần nữa thầy muốn nói với cả lớp rằng đầu tiên em lấy điểm m em thay vào đường thẳng d ở dưới mẫu thì nó là đứng trước x bình và đứng trước y bình em có biết khi áp dụng công thức xong thì nó ra một số và số này nó bằng cái gì không số này thực tế nó chính là bằng mh tuy nhiên ở phần 1 thì nó là định nghĩa còn phần 2 thì nó mang tính thực dụng hơn vào bài làm nó sẽ nhanh nhanh hơn không biết các em có tin vào số phận không có tin vào duyên không thế nhưng có những người mà em nghe môn hình hoặc là nghe bất cứ một môn nào em có cảm giác là người đó nói em không bao giờ hiểu nhưng có những người người ta chỉ cần nói cái ý thôi em hiểu luôn phải chăng nếu bạn và người đó có một cái gì đó hợp nhau và có duyên với nhau hoặc cảm thấy thoải mái khi mà ngồi nghe không bị chán thì thực ra khi mình nghe nó giống như nước chảy mây trôi tự nhiên nghe mình hiểu luôn để dẫn chứng tiết điều đó nếu như chỉ bằng một ví dụ chỉ một ví dụ thôi em nghe phát em hiểu luôn cái bài này thì chứng tỏ là cái duyên của em và thầy là cực kỳ lớn. Còn hai ba ví dụ hiểu thì cũng chỉ là duyên bình thường. Còn nghe cả buổi em hiểu thì cũng gọi là hợp nhau thôi. Còn nếu như cái duyên của thầy trò mình đủ lớn, nghe một ví dụ thôi, tôi hiểu luôn hôm nay công thức của ông là cái gì rồi. Thì đúng là hợp nhau thật. Đấy, ở đây thầy cũng chả nói gì nhiều, mặc định bây giờ cho ví dụ đầu tiên. Ở ví dụ một đương nhiên rồi hôm nay ngày mùng 8 tháng 3 mà điểm M thầy cho tọa độ là 8 3 đường thẳng D có phương trình 3x trừ đi 4y không biết các trò thích thầy ra một đáp án chặn hay là một đáp án này trừ đi à, thầy à, ở đây là thầy cho đáp án chặn bằng không cho điểm M và đường thẳng D đầu bài yêu cầu đó là ký a nhỏ tính khoảng cách từ điểm m đến đường thẳng d ký b nhỏ tính khoảng cách từ gốc tọa độ o đến đường thẳng d mà hỏi chậm tính khoảng cách từ m đến đường thẳng d và tính khoảng cách từ o đến đường thẳng d ở đây m là một điểm bất kỳ ô ở đây thì là gốc tọa độ Nơi giản à, vậy thì ở ý a nhỏ khoảng cách nó đang trần trụ chỉ là công thức khoảng cách từ m đến đường thẳng d thầy nam thầy ấy bảo rằng bước 1 là thay tọa độ điểm m em lấy tọa độ điểm m em thay vào phương trình đường thẳng d x ở đây nó bằng 8 số 8 nhân vào đây 8 nhân 3 24 Y, y ở đây nó bằng 3. 3 x 4 là trừ 12. Trừ đến 17. Dấu này là dấu trị tuyệt đối. Ở dưới mẫu, nó bằng đứng trước x bình phương. Đứng trước x ở đây là 3. 3 bình là 9. Đứng trước y là trừ 4. Tuy nhiên trừ 4 khi bình phương thì nó bằng dương 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 16. Bởi vì trừ bình phương thì mất dấu trừ. Vậy là nó bằng A bình cộng B bình cân bậc 2. Bước 1 lấy tọa độ điểm thay vào đường. Bước 2 đứng trước x bình, đứng trước y bình, đặt dưới dấu căn. Không có cái gì tuyệt vời hơn khi học toán là đi vào thực tế. Chúng ta cứ ốp vào bài, làm đi làm lại, đủ nhiều. Tự nhiên em nhớ nó rất là lâu. 24 trừ 12 trừ 17 thì thực ra nó bằng âm 5. Chỉ tuyệt đối. Chỉ tuyệt đối của âm 5 thì nó bằng 5. Mà chi tuyệt đối của 5 thì nó cũng bằng 5. Chi tuyệt đối giống như một thằng bảo kê vậy. Nó khiến cho một biểu thức luôn dương. Vậy thì ở đây thì mặc định ở đây là chi tuyệt đối của chứ 5 thì nó bằng 5. Thì ở đây cho phép thầy là được viết như thế này. 9 với 16 là 25. Căn của 25 thì nó cũng bằng 5. Trên chia cho dưới bằng 1. Và ít nhất các bạn phải nhớ kỹ cho thầy khoảng cách sẽ là một số lớn hơn bằng 0. Bằng 0 là khi điểm cần tính khoảng cách nó nằm trên đường thẳng T. Thầy vừa giảng xong IA. Yeah. Xin slow motion giảng lại thêm một lần nữa. Nếu em đang chép hãy dừng bút chỉ để nghe thôi. Để tính khoảng cách từ O đến đường thẳng D chúng ta lấy tọa độ điểm O thay vào phương trình đường thẳng D. O tọa độ là 0 0. Thay 0 ở đây thì 0 nhân gì cũng bằng 0, 0 nhân gì cũng bằng 0. Trên tử còn trừ trừ 17. Ở dưới mẫu 3 bình thì bằng 9. 4 bình thì bằng 16. Đáp án ở đây thì bỏ chi tuyệt đối thì bằng 17. Ở dưới mẫu thì là 5. Các bạn biết không? thầy vừa giảm công thức khoảng cách hai lần mà ngày hôm nay thầy làm tầm 10 lần mà buổi sau cũng phải tầm 10 lần buổi sau thì câu tiệm cận chín rồi này bài toán liên quan đến khoảng cách là một bài toán khó và buổi sau sẽ là buổi cuối cùng thêm lại phần đường thẳng của thầy ở đây thầy chỉ muốn hỏi những bạn thực sự có duyên lớn với thầy bây giờ thầy hỏi này ai trong số các em chỉ nghe đúng một ví dụ hiểu luôn công thức gõ số 1 cho thầy biết nào. Xem ở trong lớp mình có bao nhiêu bạn nghe. Bây giờ tôi nghe đúng ví dụ này tôi hiểu luôn. Ui, thế đúng là thầy trò mình hợp nhau vãi trưởng luôn. Ở đây có hai bạn rồi à? Ở đây chết tôi rồi. Thầy cứ tưởng là <laughs> nhiều bạn hợp thầy lắm cơ. Ờ, thầy hóa ra là thầy sống trong ảo tưởng à? Thầy chết thầy rồi. Rồi, à, người đầu tiên comment đó là Nguyễn Minh Phương thật sự luôn đấy người thứ hai là nhân nghĩa Hình như nói thầy đọc tên nhầm bảo nhân nghĩa là con gái xin lỗi em người thứ ba là khoa người thứ tư là trịnh gia linh người thứ năm là hà phương tiếp theo là thú thú uyên tiếp theo là đặng minh châu và nguyễn xuân mai đó là những bạn mà nghe ví dụ đầu tiên hiểu luôn công thức nó chia làm hai giai đoạn thay và di mẫu À, cho thầy được lặp lại một chút nhưng ở một khía cạnh nó khó hơn à, chúng mình đi vào ví dụ số 2 đôi khi nếu người ta cho đường thẳng dưới dạng là à, theo kiểu nó kiểu là tổng quát đấy thì mình cảm giác là wow nó cũng bình thường thôi nhưng thầy thì thầy rất là sợ những cái trường hợp cho đề như thế này Ví dụ này là ví dụ số 2. Cho điểm M tọa độ là 8 trừ 3. Và đầu bài yêu cầu rất là hay đó là tính ý A nhỏ khoảng cách từ điểm M tới trục OX. Ý B nhỏ khoảng cách từ điểm M tới trục OY. Thầy hoàn toàn có thể thay số và làm công thức khoảng cách này bình thường. Tuy nhiên riêng khoảng cách tới các trục tọa độ Thầy có thể cho các em một cái mẹo làm trong vòng 3 giây Đối với những câu đặc biệt, đối với những câu dị biệt Chúng ta nên có những cách dị Khoảng cách từ M Khoảng cách từ M đến OX Khoảng cách từ M đến OX Nếu ở đây mà các em thích làm dị thì khoảng cách từ M đến OX thì nó bằng đúng Y. Mà khoảng cách thì không bao giờ được âm. Thế nên khoảng cách tới OX thì nó bằng trị tuyệt đối của Y. Ở đây nó bằng 3. Và khoảng cách từ M đến trục OY thì nó bằng trị tuyệt đối của X. Thực ra nó bằng 8. Khoảng cách tới trục OX thì nó bằng Y. Còn khoảng cách tới trục OY thì nó bằng X. Ôi thì nó bằng x ở đây thì thầy nói rõ hơn vấn đề này tuy nhiên thì ở ví dụ hai nó giống như một cái chú ý vậy hai điểm m ở đây tọa độ là 8 trừ ba tám trừ ba đây là điểm m khoảng cách là gì khoảng cách chính là hạ đường vuông góc MH chính là khoảng cách từ M tới trục Ox. Vậy thì em thấy được rằng ở đây bỏ qua dấu âm thì cái tứ giác O M O H M K thì nó là hình chữ nhật. Khoảng cách từ M đến trục Ox chính là đoạn MH. Thực ra nó bằng đoạn OK. OK ở đây bằng 3. Người ta đang nói đến độ dài dấu trị tuyệt đối chứ không phải là dấu âm. Thế nên khoảng cách từ m đến trục OX ở đây là làm bằng định nghĩa là đơn giản nhất. Thì khi mà tính khoảng cách từ trục OX thì nó bằng y. Mà khi mà tính khoảng cách từ m đến trục OY khoảng cách từ m tới trục OY thực ra nó chính là mk thì nó bằng đúng cái độ dài của x. Thế nên đối với những câu tổng quát như ví dụ 1 Thầy không nói Thế nhưng vào cái thế Đó là những cái câu Dị biệt một chút đấy, Dị biệt một chút giống như à, Ví dụ Hai đó là khoảng cách tới các trục tọa độ Thì các trò để ý cho thầy Nếu khoảng cách tới các trục tọa độ Thì Đấy Thì khoảng cách tới trục OX Thì nó sẽ bằng Y Mà khoảng cách đến trục OY Thì nó sẽ bằng X Hết vậy trường hợp đặc biệt thầy đã làm điểm gốc tọa độ thầy đã làm và đường thẳng đặc biệt thầy cũng đã làm à, đôi khi bài khoảng cách nó khó vì nó lồng ghép nhiều kiến thức cũ đây là một điều tương tự như vậy thầy cho một điểm A minh phương thích số mệnh số 6 ok thầy cho điểm a là độ ở đây là 2 6 đường thẳng d 2 chấm x bằng y bằng 1 trừ đi 3t và 2 cộng với cả t đầu bài yêu cầu là tính khoảng cách từ điểm a đến đường thẳng d hỏi chậm, tính khoảng cách từ A đến đường thẳng D bằng hỏi chọn. Tham số không tính được khoảng cách. Để tính được khoảng cách, người ta phải đưa tham số về dưới dạng tổng quát. Tham số đưa về tổng quát lại có hai cách. Trắc nghiệm thì khử T là được. Còn tự luận thì phải làm dài hơn một chút tự nhiên ở đây lại có cái cơ hội để giảng lại tham số tham số tham số là bằng điểm chỉ tổng quát thì mới sinh ra được khoảng cách nó bằng điểm pháp cái lõi của cái việc biến biến tham số thành tổng quát chỉ là câu chuyện biến chỉ phương thành pháp tuyến nếu câu này mà là một câu chuẩn chỉ ở đây thầy làm mẹo được nhé Đấy. nhưng nếu câu này mà là một câu chuẩn trí thì điểm thuộc đường thẳng D sẽ có tọa độ là 1 2. Vector chỉ phương có tọa độ là -3 1 chỉ có sinh ra được tổng quát không? Không, bạn phải đổi về pháp pháp ở đây là 1 3. Pháp biết, điểm biết, vậy phương trình đường thẳng D có dạng 1 nhân x, x 1 cộng với cả 3 nhân y trừ 2 bằng 0. X cộng với cả 3y trừ đi 7 bằng 0. Vậy nếu mà em còn nhớ đến bài toán đổi tham số về tổng quát thì coi như ngày hôm nay trở thành bài dễ. Đây, tham số đưa về tổng quát. Những gì diễn ra trước đây luôn có hệ quả về sau này. Đúng là quan hệ nhân quả trong hình là 10. Tuy nhiên nếu là thầy thì dĩ nhiên thầy làm theo cách làm nhanh. Đó là thầy nhân cả hai vế với 3. Khi nhân cả hai về với 3, thầy lấy dòng ở trên cộng với dòng ở dưới. Phép cộng nhé. Trên cộng dưới, đường thẳng D có phương trình. Trên cộng dưới thì nó là x cộng với cả 3y. À, 3 x 2 là bằng 7. 7 mà cộng à 3 x 2 là 6, 6 cộng 1 là 7 phép cộng mà. 6 cộng 1 là 7. Chuyển vế thì nó thành trừ 7. Trừ 3T cộng với 3T thì bằng 0 mất rồi. Vậy thì thầy hoàn toàn có thể chuyển tham số sang tổng quát chỉ mất đúng một dòng thay vì 3 4 dòng làm dưới dạng chuẩn chỉ. Ở khi mà bạn đổi được từ tham số sang tổng quát thì đó là khoảnh khắc bạn lại nhớ công thức khoảng cách từ A đến đường thẳng D. Hiểu cực kỳ bản chất. Lấy tọa độ điểm A thay vào phương trình đường thẳng D. Lấy tọa độ điểm A thay vào phương trình đường thẳng D. 2 thay vào đây thì nó là 2. Y là 6. 6 x 3 là bằng 18. Chữ 7. Chị thì đổi. Chia. Đứng trước x bình phương. Một bình thì vẫn bằng một Đứng trước y bình phương 3 bình nó bằng 9. 20 7 thì bằng 13. 13 trên căn 10. Thì thi thì người ta sẽ chụp căn thức. Đó chính là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Đầu bài cho dưới dạng tham số. Thầy biến tham số về dưới dạng tổng quát. Thầy biến tham số về dưới dạng Tổng quát sau đó mới tính được khoảng cách. Vậy thì khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thì nó là như vậy đấy các trò ạ. Trời ơi, đường nó là cái gì? Hóa ra công thức khoảng cách thì nó là như vậy. À, ở đây chúng ta sẽ có ví dụ 4 đó là sự so sánh à, giữa những đường thẳng nó không được trọn vẹn. Ở đây thầy có những đường thẳng không được trọn vẹn. Cho điểm A tọa độ 1 1. Điểm B tọa độ 2 1. Điểm C tọa độ ở đây là 0 7. À không, điểm C tọa độ thầy cho là 3 7. À, đường thẳng delta có phương trình là x 3 bằng 0. Đường thẳng D có phương trình là y trừ đi 8 bằng 0. Y A nhỏ. Đầu bài yêu cầu đó là tính khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng delta. Tính khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng delta. Nếu câu 1 là một đường thẳng hoàn chỉnh, ốp công thức. Câu 2 nó là một đường thẳng. Đặc biệt đó là trục tọa độ. Câu 3, đường thẳng thầy cho dưới dạng tham số. Câu 4, đường thẳng thầy cho dưới dạng khuyết. Em cứ làm bình thường thôi. Tư duy rất đơn giản. Bước 1, lấy tọa độ điểm B thay vào phương trình đường thẳng delta. X của B nó bằng 2. Hết bước 1. Lấy tọa độ điểm B thay vào phương trình đường thẳng delta. Bước 2. Đứng trước x bình phương. Đứng trước x là số 1. Bình phương nó là một Đứng trước y bình phương. Đứng trước y ở đây thì không hề có, thực ra nó là người vô hình. Đứng trước y chính là số 0. Đứng trước x bình phương, đứng trước y bình phương khuyết cái gì thì cái đó bằng không Và rồi em phát hiện đáp án cuối cùng nó bằng 1. Và rồi em phát hiện đáp án cuối cùng nó bằng 1. Bài đó chính là bài khoảng cách đó em. Y B nhỏ tính khoảng cách từ C đến đường thẳng D. Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng D. Bước 1. Lấy tọa độ điểm C thay vào phương trình đường thẳng D x không có để thay vì làm gì có x y ở đây bằng 7 7 thay vào đây 7 chị tuyệt đối, chia đứng trước x mình và đứng trước y mình và một lần nữa thật kỳ diệu nó bằng một điểm a chỉ là một điểm làm cảnh điểm a chỉ là một điểm làm cảnh bằng bốn ví dụ bốn ví dụ nhưng thực ra nó là bảy ý thầy đã giảng xong công thức khoảng cách là gì nó là đoạn kẻ vuông góc xuống một đường thẳng nó là việc thay tọa độ còn dưới mẫu là trước x bình trước y bình đặt dưới dấu căn ở đây thầy có 6 câu đều là đề thầy sưu tập trong những đề thi chính thức ở trường của các em không phải là đề thầy sáng tạo không phải thầy không tạo ra được mà thầy chỉ muốn cho em thấy nếu đi thi thì mặt mũi nó như thế nào và thầy rất là mong nhận được đáp án của các em một tiết học thành công nếu có sự phản hồi của học sinh với thầy giáo chứ không phải là thầy nói một chiều hôm nay có hai nhiệm vụ nền tảng về khoảng cách xong thầy gọi thầy còn hai ý nâng cao về khoảng cách này trong buổi ngày hôm nay. Căn bản thì nó lướt qua như một cơn gió. Còn phần nâng cao khá đặc biệt đấy nha. Thế thì thầy muốn là việc nào xử lý xong là xong việc đó. Công thức hiểu chưa? Hiểu. Hiểu thì đi làm bài. Và thầy rất mong em làm được những câu khoảng cách trong đề thi như sau. Nói trước đây chỉ là những câu thầy sưu tập trong đề thi chính thức của các em chứ không phải là đề của thầy nha yeah. ok đây hoàn toàn là sưu tập thôi rồi chúng mình đi vào những câu như sau oh my god 5, 4, 3, 2, 1. Đây, đây, đây. Đúng rồi, mình nhớ là mình lấy được 6 đây. Đây rồi, tài liệu thì thầy sẽ gửi vào trong group lớp. Action. Rồi, à, làm cho thầy trắc nghiệm 6 câu sau. Thầy rất mong muốn nhận được đáp án của những bạn sau dĩ nhiên những bạn không có tên cũng hãy tự làm chẳng qua là thầy rất mong muốn nhận được đáp án của những bạn sau thầy mong muốn nhận được đáp án của việt anh thầy thử xem là việt anh hôm nay có hiểu bài của thầy không thầy muốn nhận được đáp án của phương linh thu uyên thư thiện minh Gia Huy, Quang Đoàn. hai bốn sáu bảy thiếu ba nhân nghĩa xuân mai và cuối cùng chính là nhung ok thầy muốn nhận được đáp án của những bạn ở trên bảng còn những bạn không có tên cứ làm gửi thầy À, mỗi câu thầy cho một phút, thầy xin tắt mic trong vòng 6 phút Action, phản xạ với thầy nào Làm trắc nghiệm thôi, gửi à, vào trong cái đoạn chat Sao cho chỉ một mình thầy nhìn thấy là được câu nào lỡ không làm được thì mở ngoặc ra thầy ơi câu này em quanh bừa câu này em không hiểu thoải mái nhá thầy thấy thế thì thầy lại càng phải giảng lại đúng không cẩm tú gửi đầu tiên không sai cô nào trần phương linh gửi thứ hai úi giời ok 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 à Ờ... À, nhân nghĩa. Đúng hết. Ok Đức Nguyễn nha. Minh Phương đúng hết. Trần Phương Linh. Đúng. Uhm, Phương Thảo. Phương Thảo lỗi câu 6. Thu Uyên. Ừm uhm, Uyên đúng hết. Được ạ nhỉ. Thu Uyên, Phương Thảo. Uhm, nhân Nghĩa, Hoàng Nguyễn Minh Phương, Trần Phương Linh và Cẩm Tú. Cẩm Tú làm siêu nhanh. Các bạn đều làm đúng rồi đấy. Quá đỉnh. À, chúng ta cùng xem đáp án của những câu này. Và thầy cũng chữa nhanh những câu quay. Uhm, khi nhìn vào đây thì đầu tiên chúng ta nói về câu 1 Câu một thì giống ví dụ một rồi. Có một bạn nào sai là là hơi quay. Câu một ở đây là điền đáp án D. Câu 2 thì cũng tương tự như vậy. Em cứ thay cho độ điểm M và bình thường. Câu 2 là điền đáp án A. Câu 2A thay mình quanh B. Câu 3. Khoảng cách từ góc tọa độ. Nhầm cũng biết là D. Thay 00 không không vào đây thì chân tử nó là 1. 4 bình, 3 bình là 25 bấm máy thì nó bằng 5. Câu số 4 là bằng C. À, hai cái đường thẳng này cắt nhau thì em bấm hệ phương trình. Đó là x trừ đi 3y cộng 4 bằng 0 và 2x cộng với cả 3y trừ 1 bằng 0. X ở đây bằng trừ 1 và y nó bằng 1. Trừ khi thầy nhầm nhầm, chắc là nhầm chuẩn thôi. Mà số nhỏ như này thì thầy nhầm rất là tốt. Thì khi mà ra được tọa độ giao điểm rồi thì tính khoảng cách từ điểm đó đến đưa thẳng delta áp dụng bình thường. Câu 4 này thì nào ăn C. Ok, thầy vừa nhận được đáp án của Nguyễn Phương à, Nguyễn Xuân Mai. Đúng hết Mai ạ. Câu số 5, câu số 5 là các bạn phải đổi Quang đoàn, quang đoàn, Ừ, con đoàn đúng Câu số 5 thì là giống ví dụ vừa nãy rồi Câu này bạn phải đổi sang dạng tổng quát Câu này đổi thủ công rồi 5A và 6A Vậy thì thầy kết thúc cái giai đoạn đầu tiên Đó là những câu căn bản liên quan đến khoảng cách Người ta cứ bảo khoảng cách này khó Thầy thì bảo rằng nó thực sự thì nó cũng không khó lắm Ừ. À, à, à ok, ok, thư, đúng rồi, đúng rồi đúng rồi, 5A, Thực ra câu 5 và câu 6 làm giống nhau. Câu 5 em làm tổng quát phải làm dưới dạng là làm thô thiển đấy. Không sao. thưa ơi, câu này thầy sẽ trình bày lại. Ở câu 5 thì đầu tiên đường thẳng delta em phải đổi dưới dạng tổng quát. Nó đi qua một điểm A tọa độ là 1, 2. Vector chỉ phương của delta tọa độ là 3, 4. Đổi sang pháp tuyến à, 4 3. Vậy tổng quát có dạng là trừ tự lắp số nhá. 4 nhân x, x, x 1 um, trừ đi 3 nhân y trừ 2 bằng 0. 4x trừ đi 3y um, cộng 2 bằng 0. Đây là phương trình đường thẳng delta ở câu 5. Dưới dạng là dưới dạng tổng quát. Ok, được luôn Phương Thảo. Thì khi mà nó có dạng tổng quát như thế này thì tính khoảng cách từ M đến đường thẳng delta. Số 2 thay vào đây, 2 x 4 thì là 8. Không thay vào đây thì bằng 0. Cộng 2, trị tuyệt đối. Ở dưới mẫu thì là 16, cộng với cả 9. Đáp án bằng 2. Vậy là đáp án A. Câu 6 bạn cũng chuyển hoàn toàn tương tự. Nhưng nếu mà muốn tính nhanh, thì nhân cả 2 về với 3. Khi nhân cả 2 về với 3, lấy trên trừ dưới thì em ra được kết quả. Vậy thì câu trên thì thầy đã đổi thủ công rồi. Câu dưới thầy muốn làm nhanh. Ở đây thầy nhân cả hai về với 3. Khi nhân cả hai về với 3 thì em lấy trên trừ dưới thì nó sẽ là x trừ đi 3y. 3t trừ 3t hết. 2 mà trừ đi 0 thì nó bằng 2. Chuyển vế thì nó là trừ 2. Khi mà em đưa delta về dưới dạng tổng quát được thì câu 6 nó chả khác gì câu 1, câu 2 Vậy thì ở đây thì thực ra là công thức khoảng cách là tính cho phương trình tổng quát. Nếu đầu bài cho dưới dạng tham số, thì em dành thời gian đưa nó về dưới dạng tổng quát rồi áp dụng công thức thì là xong. Vậy là nó hơi dính dính một chút xíu kiến thức của một hai bài trước. À, uh, chúng ta sẽ nói về cái ứng dụng đầu tiên của cái khoảng cách này. Ứng dụng đầu tiên của khoảng cách này, người ta phải nói đến diện tích tam giác. Nếu bây giờ chúng ta có một tam giác bất kỳ và đồ bài yêu cầu tính diện tích tam giác. Có lẽ cách duy nhất mình làm nhanh được đó là dùng hệ thức Heron với một tam giác bất kỳ còn nếu là tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều thầy không nói thì nó luôn luôn có những công thức đặc biệt. tuy nhiên trong trường hợp tổng quát thì diện tích tam giác là một câu cực hay. diện tích tam giác à, ở đây thì mình thấy được rằng để tính diện tích tam giác chúng ta có một công thức rất là đặc biệt đây là diện tích tam giác bất kỳ có nghĩa là di gì di tam giác gì áp dụng cái này đều đủ để tính diện tích tam giác abc thì chúng ta sẽ tính bằng công thức đó là 1 phần hai ah ah nhân với bc thấy điên à cấp 2 em suốt ngày dùng công thức này diện tích tam giác thì bằng 1 phần 2 AH nhân với BC 1 phần 2 AH nhân với BC Tuy nhiên AH đầu bài chưa cho H lại chưa biết Thì tính AH kiểu gì Tam giác của mình là tam giác bất kỳ Thế em có biết AH là gì không? AH chính là khoảng cách bản chất đấy. Có nghĩa là AH chính là khoảng cách từ điểm A đến đoạn thẳng BC. Chính xác là đến đường thẳng đi qua BC. AH là đường cao đúng không? Nhìn được góc độ khoảng cách thì người ta bảo rằng AH chính là khoảng cách từ điểm A đến đoạn thẳng BC. AH chính là khoảng cách từ điểm A đến đoạn thẳng BC. Nhân với cả BC. AH chính là khoảng cách từ A đến đoạn thẳng BC. Vậy nên diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 khoảng cách từ A đến BC nhân với BC chia cho 2. Vậy nên diện tích tam giác trong trường hợp làm bất kỳ nó khá là cầu kỳ và đây là câu cực 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 phổ biến trong một đề thi này câu cực phổ biến trong một đề thi một trong một đề thi nói nhiều thì trả bằng bây giờ thầy đi xử lý cái bài toán nó giống như thế này à, ví dụ tiếp theo ví dụ số 5 ví dụ số 5 cho Điểm A tọa độ 1, 2. Điểm B tọa độ 0, 4. Điểm C tọa độ 2, 1. Tọa độ 2, 1. Ý A nhỏ tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC. Và ý B nhỏ tính diện tích tam giác ABC. Đây là câu siêu phổ biến trong một đề thi. Thầy làm một lần. Đây là bài siêu phổ biến trong một đề thi. Bình thường thì nếu nó là tam giác đều thì dễ quá. Bởi vì tam giác đều thì chân đường cao nó chính là trung điểm. Đỡ phải dùng khoảng cách. Cứ Pythagore là ra thôi. Tam giác cân Pythagore cũng ra. Tam giác vuông thì dễ quá rồi. Vậy nếu ai để ý diện tích tam giác từ hôm thầy dạy đến giờ, toàn cho tam giác đặc biệt. Còn với một tam giác lẻ như thế này, chắc chỉ có dùng hệ thức Heron. Tuy nhiên thì hệ thức Heron không phải lúc nào cũng dùng được đâu. Hôm nay thầy dùng khoảng cách. Bắt nguồn từ công thức là diện tích tam giác bằng 1 phần 2 đường cao nhân cạnh đáy. Thì hôm nay đường cao là gì? Trời ơi, tôi hiểu khoảng cách kỹ quá cơ. Đường cao chính là khoảng cách. Đường cao chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC. Thế làm thế nào để tính được khoảng cách từ A đến BC? A biết chưa? A biết rồi. Câu này khó hơn những câu khác. Vì BC em phải biết cách lập phương trình đường thẳng BC. Để có được khoảng cách, bạn phải lập được phương trình cạnh BC. Úi giời, tư duy rất là rõ. BC thì đi qua B. Bài này bài chúng lập phương trình đường thẳng. BC thì nhận chính nó làm vector chỉ phương. Vì đường thẳng BC trùng trên cái vector BC thì BC thì là 2 5. Tuy nhiên thì chỉ phương thì không sinh ra được loại tổng quát đâu. Đảo chỗ thêm dấu trừ. Tại sao phát tuyến chỉ phương khi mà đảo thầy không giảng. Vì chúng ta đã mất cả một buổi chỉ ăn mới nghe cái đấy thôi. Đảo chỗ thêm dấu trừ vậy là ra được pháp phương trình cạnh BC có dạng 5 nhân x, x 0 cộng với 2 nhân y 4 đây là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm thứ mà thầy làm đi làm lại khá nhiều đây chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm thứ mà thầy làm đi làm lại khá nhiều thứ mà thầy làm đi làm lại khá nhiều ơ à, thế sai biết rồi À hóa ra là khoảng cách này nó khó ở đường thẳng. Nhiều khi đường thẳng người ta bắt phải lập. Sau đó nó mới ra công thức khoảng cách. Khoảng cách từ A đến BC. Bước 1 lấy tọa độ điểm A thay vào phương trình cạnh BC. Đây chính là phương trình cạnh BC. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm BC. Em phải xem lại phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Thầy dạy như thế nào đấy. À, thay điểm A vào phương trình cạnh BC. X ở đây bằng 1. 1 x 5 thì bằng 5. 2 x Y. Y ở đây bằng 2. 2 x 2 thì bằng 4. Trừ đi 8. Chỉ đổi. Chia. Đứng trước X bình. Đứng trước Y bình. Vậy là nó bằng 1 trên căn 29 chuẩn bài thì nó sẽ để như này người ta sẽ chụp căn thức đây chính là khoảng cách từ A đến BC và nếu như em không ngại em nên viết là khoảng cách từ A đến BC nó chính là đường A hạt khoảng cách là hạ đường vuông góc và đó chính là đoạn ngắn nhất. Đó chính là khoảng cách ngắn nhất. Tại sao người ta gọi khoảng cách mà chính là đoạn ngắn nhất? Từ điểm H nối với điểm A thì đoạn này nó sẽ là ngắn nhất. Nó giống câu 6 đấy, nhiều bạn không hiểu tại sao nó ngắn nhất đấy. Em lấy một điểm bất kỳ nằm trên BC, điểm K chẳng hạn. Thì AK bao giờ cũng dài hơn AH khi bạn hạ cái đường vuông góc xuống thì đó chính là cái đoạn ngắn nhất. Còn nếu mà lấy điểm khác cái điểm H thì thực ra nó luôn tạo ra cạnh huyền. AHK thì AK nó là cạnh huyền. Nó dài hơn cạnh góc vuông. Thế nên khoảng cách chính là cái đoạn ngắn nhất từ một điểm thuộc đường thẳng đến điểm A cho trước. Thế nên câu 6 nhiều khi bà nào đọc cảm giác là ui, nghe nghe nó lạ lạ. Nhưng thực ra nó là câu khoảng cách. Ý B thì nói chung là cũng không còn gì để nói cả. Diện tích tam giác ABC. Ngày hôm nay chúng ta có một tư duy mới. Nó bằng 1 phần 2 khoảng cách từ A đến BC nhân với BC. Đừng nói với thầy, em không biết tính độ dài BC. BC thì tính hẳn ra nháp. Độ dài BC thì bằng 2 bình cộng với trừ 5 bình. Độ dài BC bằng căn 29. Độ dài BC bằng căn 29. 2 bình cộng với trừ 5 bình thì nó bằng căn 29. 1 phần 2 khoảng cách từ A đến BC. Đến BC khoảng cách từ A đến BC là nó bằng căn 29 chia 29. Thế độ dài BC bằng mấy? Độ dài BC bằng căn 29. Ồ vãi thầy. Trời đất. Chẵn thế nhỉ? <laughs> thầy ơi thầy, sao chẵn thế nhỉ? Vậy thì ở đây thầy vừa giảng để các trò có thể tính được diện tích tam giác bất kỳ bằng khoảng cách. Nó bằng 1 phần 2 AH nhân với BC. Trong đó AH chính là khoảng cách từ A đến BC. Và với BC chưa biết, bạn phải lập lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm đã biết. Đó là kiến thức căn bản nhất của phần đường thẳng. Vì trong thực tế khi bạn có hai đối tượng hai viên bi chẳng hạn nối vào với nhau ra đường thẳng nói nhiều thì chả bằng là chúng ta đi làm bài và cái điều hay ho ở đây đó là chúng ta có thể làm ngay đề thi rồi của các trường liên quan tới phần này chúng ta làm ngay đề của các trường liên quan đến phần này chính là ứng dụng của khoảng cách mà chúng ta vừa học. Vậy thì thầy vừa xử lý công thức khoảng cách. Thầy vừa đưa đến cái ứng dụng khoảng cách này dùng để làm gì. Phải chăng hôm nay thầy dạy nhanh quá. Thầy xin được tắt mic trong vòng 5 phút để các bạn chảy cối câu 7 và câu 8 để xem những bạn nào làm ra hai câu này. Hmm. À, thấy nhận được đáp án của Nguyễn Phương Thảo, đây là một đáp án đúng. Hà Phương Anh là một đáp án đúng. Hoàng Nguyễn Minh Phương đúng Minh Phương ơi. À, bạn nào mà chưa hiểu uh, cách làm thì bạn có thể xem thầy giảng lại một cách trọn vẹn. Khi đầu bài yêu cầu đó là tính độ dài chiều cao của tam giác kể từ đỉnh A thì thực ra nó chính là khoảng cách từ A đến BC. Vậy thì việc đầu tiên của bạn đó là lập phương trình cạnh BC. Nó đi qua điểm B và điểm B ở đây tọa độ là 0,3. Vector chỉ phương là BC tọa độ là 4 3 test theo phát tuyến 3, 4. Vậy thì phương trình cạnh BC em tự lắp số 3 x cộng với cả 4Y trừ đi 12 bằng 0. Khoảng cách từ A đến BC bằng A tọa độ là 3, 3 x 3 là 9, trừ 4 x 4 là trừ 16, trừ 12. Chỉ tuyệt đối, ở dưới mẫu là 5 rồi. À, 9, 16, thì ở đây nó cũng bằng bao nhiêu nhỉ? Ơ chết rồi, thầy nhìn nhầm rồi. A à, tọa độ ở đây là 1, 2 chứ. Mình lại lấy câu điểm A của câu 8 thay vào câu, 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 câu 7. Chiêu điểm A tọa độ 1, 2, 1 x 3 thì nó bằng 3. 2 x 4 thì nó bằng 8. Trừ đi 12. Chia ở dưới mẫu thì là bằng 5 rồi đáp án ở đây là bằng 1 phần 5. Tính diện tích tam giác thì nó là một cầu hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn tương tự đúng không? À, đúng rồi. Vậy thì phần khoảng cách thực ra nó là một phần khó. Hôm nay đây là em thấy nó thật là đang ở dưới nó còn rất là nhiều câu khó. Đều là những câu liên quan đến tham số và đều là khoảng cách nâng cao. Ngày hôm nay thì thầy sẽ dừng lại ở khoảng cách nền tảng. Còn để nâng cao hơn, nói về khoảng cách hai đường thẳng song song, tìm mờ để thỏa mãn một cái khoảng cách gì đó, hoặc đó là dự kiện khoảng cách trong những bài toán tổng quát, thì hoàn toàn chúng ta phải học thêm một buổi nữa. Buổi sau nó sẽ là buổi chốt trong cái phần đường thẳng của chúng mình. Sau đó mình sang chuyên đề cuối và khép lại kỳ 2 của lớp 10. Thầy không thể tin nổi là chúng ta đã đi cùng nhau gần một năm. Mới hôm nào đang học lớp 9, chập chững và gặp thầy. Nay lớp 10 cũng gần như là kết thúc rồi. Thầy dạy xong, thầy cho ôn tập và chúng ta đi làm đề thi. Là mọi chuyện nó coi như là ok rồi đấy. À, một lần nữa, thầy gửi lời chúc mùng 8 tháng 3 đến những bạn nữ và à, mẹ ở nhà. Những lời chúc tốt đẹp nhất và ngày hôm nay chúng ta hãy nghỉ sớm để ăn cơm cùng gia đình và hẹn gặp lại các em vào thứ ba tuần sau và ngày hôm nay nó khá là nhẹ thì nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây cảm ơn các em rất nhiều chào okay, thầy ạ ok chào tất cả các em nhé chào yeah, thầy ạ giáo thầy ừ, không biết tôi chép kịp chưa hay là thầy tua lại cảm ơn thầy ạ